Tao bao lại hết á. Trái già, trái non, trái lớn, trái nhỏ gì á, tao cũng bao lại, không cho sâu rầy nó ăn. Trái này cũng màu ngon à. Để dành cái trái này lớn lên mình tặng cho Tư. Cho Tư ăn mít nhà mình. Tư ghiền mít, Tư làm cũng ghiền mình. Bác Thư. Ừ, chào con. Bác tên to mới chơi mít lại hả? Trời đất ơi, mày nói chuyện tao mày có cần tạo dáng vậy không? Ôi, cho nó đẹp á bác. Đẹp cái gì mà đẹp? Làm kiểu đó, ông bà già xưa người ta nói là ngựa đó, hiểu không? Trời ơi, nói chuyện bình thường đi con. Bác khó quá. Nói chung là lần đầu tiên con thấy một người mà bọc mấy cái trái cây lại như vậy đó. Ừ, bảo vệ mà con. Ờ, nhưng mà bác ơi, bác cẩn thận nha. Chứ mạnh tay cái nó rớt cái bụp tôi là chết luôn. Mạnh tay gì cái con này mà mạnh tay đâu vậy? Chặt con. Ôi. Bác trời đất ơi. Sao không? Trời đất ơi. Sao cái miệng mày nói cái gì có cái đó vậy? Hả? Miệng mày linh như cú vậy đó. Bác ơi, cái này đâu phải lỗi trẻ con. Tại cái trái mới nói trên đó. Tại vì bác quá bạo lực đi. Bác phải nhẹ nhàng thôi. Tự nhiên bác bạo lực quá nó rớt cái bụp xuống là đúng rồi. Thôi bà ơi bà. Mày đó nha, giống như mày phá hoại dữ dội. Thiệt tình chứ. Bác ơi, cái trái mít của người ta. Rồi xong rồi. Mít non rồi. Thiệt. Bực mình nè. Thôi bác đi. Nè bác, bác gì nữa? Bác đi đứng đó, bác cẩn thận không thôi là sắp té nữa nha con nuôi. Trời, ta là chưa bao giờ bị té trơn á. Tự nhiên mày nói vậy đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ôi, dạ. Thôi, tránh ra. Chị ơi, tránh ra. Trời, chị dễ sợ quá. Cái này đâu phải tại con. Con chỉ muốn nhắc nhở bác thôi. Còn cái này là tại bác. Bác đi đứng mà bác không nhìn đường. Bác để con mắt ở đâu rồi bác sắp té. Đâu phải tại con. Thánh thần thiên địa ơi, con mắt tao để ở đây chứ để ở đâu? Hả? Bình thường ta đi có té đâu. Mày nói cái em bị té liền hả? Ôi con đẹp quá mà con. Con xinh quá mà con. Con duyên dáng quá mà con. Sao mở miệng ra muốn giả vô miệng vậy con? Hả? Ai móc miếng mày vậy? Ôi thiệt á. Mày ở cái phương trời nào? Bây giờ mày quay về phương trời đó giùm tao được không? Con về là con thăm bác mà bác cứ đuổi con hoài à. Tôi không cần. Trời ơi, bây giờ cô ơi, bây giờ một là cô á đi bướng phòng trọ khác đi. Thôi con không đi phòng trọ đâu, con không thích. Không thích ở đây phải không? Con thích ở đây đi ba. Muốn ở đây đúng không? Thì từ đây về sau không được nói chuyện. Hả? Im, câm, nín, kéo cái cửa này lại. Không có mở cái cửa đó ra, hiểu chưa? Con... im đi, không ở đây nữa. Gái còn đứa gì mà quá trời quá đất. Nó nói cái gì ra là có cái đó. Nó nói cái gì ra là có cái đó. Bích người ta đang là nó đang sẵn. Nó rớt là nó rớt. Đang đi vậy cái nó mình té là mình té. Đẹp quá mà. Trời chị gì bảo giống cái trò trời. Ui trời. Xa tao 16m50. Không được tiếp cận với tôi. Bác làm như con bị cùi hối. Con bị bệnh dịch hại kìa. Bác xua đuổi con quá vậy. Trời ơi, mày còn hơn vậy nữa đó. Mày đi tới đâu là mày gieo tai họa tới đó. Hôm qua đi qua nhà bà Út bé đó, ta đang nấu cơm mày nói gì mà trái nhà ta luôn vậy trời. Con có nói cái gì đâu. Con chỉ nói là coi chừng cuối lửa, coi chừng trái nhà. Trời ơi, trời đất ơi. Nó nói gì có cái đó à. Trời ơi, trái rụi cái bếp nhà người ta. Con biết là cái lời nói của con nói ra nó không được thơm. Nên từ mấy bữa nay con la mua trên gom mà con nhai suốt đó. Thế con là... Trời ơi, con gái con đứa nhai tém tém lại coi. Nhai nè nè nè. Trời ơi, nó không ý tứ gì hết trơn hết trọi à. À thư, thì công nhận con cũng có lỗi. Thôi cho con xin lỗi bác. Hôm bữa con vô ý vô tư quá. Ngày nào mày không vô ý vô tư. Mệt ghê vậy. Nè, nói nghe. Ba Tư, xin lỗi mà. Mày về Việt Nam á, chơi đã chưa? Hả? Thì cũng đã. Đã rồi làm ơn, bay về nước giùm tôi đi chị. Chị Emily Malin. Ba Tư, bác kêu con về nước. Chứ gì nữa, ở đây làm gì? Con chưa có về nước được đâu. Sao vậy? Con về đây còn một chuyện rất là quan trọng muốn làm. Chuyện gì? Thật ra... con muốn đưa bác cứ đi du lịch khắp nơi. Ủa vậy hả? Để từ từ bác thu xếp và bác đi với con. Từ từ đi. Từ từ. Không.
Không được từ từ. Cái này á là mình phải đi liền. Phải đi ngay. Đi ngay hả? À? Vâng. Phải thu xếp mới đi được chứ con. Không, phải đi liền. Bác biết tại sao không? Sao? Bác già rồi, giống này chết mày. Tự nhiên lăn đùng ra chết thì sao đi kịp. Trời đất ơi. Bây giờ mày trù tao chết được hả mày? Hả? No, no. Ý của con á là bắt bắt thứ rất là tốt bụng, dễ thương, cho nên là rất sống rất là dài. Lâu lâu nói câu nghe được á. Mà sao đang nói ngon miệng không nói nữa đi. Lỡ nói ra rồi cái gì không đúng ý bác rồi bác tức giận lên đứt gân máu chết bất đắc kỳ tử thì sao? Trời đất ơi, trời ơi, cái con quỷ này giỡn mặt hả? Trời ơi, con giỡn mặt bà hả? Con quỷ. Ôi trời ơi, bây giờ cứ làm bác thứ giận hoài à. Đi về Việt Nam thăm ông mà cứ làm ông giận ông buồn. Nghĩ là mình cũng quá đáng quá. Phải kiếm cái gì tặng cho ông để ông bớt giận mới được. Bác thứ cái gì cũng ngán ngán. Hay là hey, mình tặng cho bác thứ một đôi giày cao gót. Không được, không được. Tặng giày cao gót bác thứ sẽ nói là mình chơi bác thứ luôn. Không được. Ôi, tặng cái gì đây ta? Tặng cái gì nhỉ? Tháng này xài âm tiền trọ nữa rồi. Tiền đâu mà đâu cho ổng đây. Tiền ơi, sao em đi xa nhanh vậy? Hai. Hai. Cái gì? Cái miệng nó khép 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 lại. Đừng có hát to. Gió bay vào trúng gió. Đai luôn. Chị Hai, chị án thiệt luôn á. Dạ em đang hết tiền, chị còn chù em bệnh nữa. Tiền đâu mà em mua thuốc men. Em mà có bị bệnh này chị nuôi em suốt đời đó chị Hai. Hết tiền. Hết rồi. Hey, có công an chị làm, có tiền ngay. Thiệt không? Come on, come on. Come on. À, không được đâu chị. Không, em không làm đâu. Vậy với em có giá của em chứ. Sao? Em xấu, em nghèo vậy. Nhưng mà em không có bán thân em cho mấy cái chuyện đó đâu. Oh my god. Thào lâu. Thôi nghĩ sao bản thân. Tuy cậu là cũng có chút xíu thách đó. Nhưng mà cái face của cậu á, nhìn nó bệnh bệnh á. Nó kịp, nó mới cứu. Nó mới cứu, ok. Ok, ok. Come on, come on. Cái cap, come on. Nhưng mà là làm gì làm chứ, em không ăn cắp trộm đâu à. Nghĩ sao mà ăn cắp ăn trộm. À chuyện là vậy. Amelia về Việt Nam thăm bác Tứ. Mà cứ suốt ngày làm cho bác Tứ buồn, bác Tứ giận á. Amelia thấy có lỗi cho nên Amelia muốn tặng cho bác Tứ một món quà để cho bác Tứ không có giận nữa. You know cái Amelie đang gió không biết thành gì. Giờ mà thiên tài á, mà giúp Amelie á, nghĩ ra được cái món quà là Amelie sẽ tặng cho thiên tài mini tiền. Đồ ăn đi chị. Đồ ăn. Đồ ăn. Ông nít ăn đồ ăn lắm. Mỗi lần ổng mà giận ai một cái gì á, đưa đồ ăn cho ổng là ổng hiền lại liền à. Ổng hết giận liền. Vì mình tặng đồ ăn. Đồ ăn đi. Nhưng mà mình tặng cái gì? Cái gì thơm thơm á. Ông thích mấy cái gì mà thơm thơm lắm. Thơm thơm là cái sầu riêng. Sầu riêng thơm. Sầu riêng hả? Ông thích cái mùi thơm của sầu riêng. Không biết. Nhưng mà em thích. Em thích. Hay. Amelie cũng thích. Ở bên American á, Amelie rất là thích ăn. Mà mỗi lần ăn là phải trốn vào một góc. Nếu mà ăn ở ngoài nơi công cộng á là police bắt luôn á. Trời cực quá. Về đây ăn thoải mái đi chị. Vậy sầu đi hả? Sầu đi đi. Miễn là em thích, Amelie thích là được. Là được rồi. Vậy mai á, đi ra ngay cái chợ đầu mối á. Dạ. Mua cho Amelie một cần xé sầu tiên nha. Tiên á. Một cần xé nha. Cảm ơn chị. Cần xé luôn đúng không? Cần xé luôn. Ok, có liền. Biết sao tặng nguyên cần xé không? Tại chị á, lỗi nhiều quá thì tặng nguyên cần xé luôn. Chị thôi rồi. Có rồi, hàng chất lượng lắm. Chất lượng. Bao
Bây giờ nghe chị nói, đi ra ngoài kia đứng, nấp vào, khi nào chị cứ cứ thì đi vào. Ok ok, hú gái là em có mặt. Yeah. Không có sợ, hù mà hù trước mặt con thần kinh. Mày cần gì hù? Không hù tao gặp mày tao cũng hú hồn rồi. Ba chứ gì nữa đây nè, bữa nay mà mở miệng mà nói bậy nói bạ một cái là đừng trách tại sao bác độc ác nghe chưa. No no. Hôm nay con đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi. Con đã chuẩn bị một món quà để tặng cho bác. Tặng quà hả? Thế tặng đại đi. Màu mèo quá. Bác Tư đứng lên. Bác Tư đứng lên. Trời ơi con ơi. Cái chị thôi. Không, con sẽ nước hoa rồi. Biết rồi mà sao cái mùi rác ở đâu đây thì khó chịu. Bác Tư, nhắm mắt lại. Thôi tặng đi, tặng lẹ tao đi vô. Sao tao... Cố đi. Bác Tư, đây là món quà con muốn tặng cho bác. Cái này là tặng cái lỗi là làm cho cái mít nó bị rớt. Cái này là tặng cho cái lỗi là làm cho bác bị dắp té nè. Còn cái này là cái nào đây này là làm cái lỗi là sầu riêng có người thích người không. Tao là tiếp ngươi không thích sầu riêng. Ê, trời ơi, một cần xé. Má ơi, cứu con. Bác Tư ơi, anh bây giờ làm sao? Sao nói là bác Tư chỉ căm thù đi à? Em đâu có nói, em chỉ nói em thích à, còn bác Tư em không biết. Trời, khi này ông tính vậy là tao đi về nước luôn rồi. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu